đẹp. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui hạnh phúc, và mọi người một ngày làm việc hiệu quả cao. Bạn nhìn cảnh
quay 10 ký lên xuống khoảng 17 lít.
cho rút cũng không rút được nữa. Giờ sắp đến hết cầu rồi, sắp lên tới đỉnh rồi. Giờ chơi rồi mới thấy thích đúng không mà cao quá. Còn 200 mét nữa. Cây cầu Thái Hà, cây cầu nối liền giữa tỉnh Hà Nam và Thái Bình. Ngang có sông Hồng. Sông Hồng rất đẹp. Bắt đầu vào cầu Hưng Hà. Hình Hiếu đã bắt đầu bắn. Lại gắng neo sau. Tới đỉnh anh ơi. Hiếu chiến. Anh buổi sáng tỉnh bê hương. Chào tất cả mọi người. Hôm nay đi tập trung với cả các anh. Hôm nay tập cung đường Hưng Yên sang Hà Nam đi Thái Bình ra đầu đường 10 lại thì anh em đã đạp đi xong mà quay đầu về tới cầu Hưng Hà, cây cầu nối liền giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên. Về tới đây đã kết thúc bài tập.